Mình xin chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trên kênh của mình. Trong video mới nhất của mình ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ quét cái mã QR ở trên điện thoại Android của chúng ta nha. Các bạn lưu ý là cái video này thì mình sẽ hướng dẫn ở trên điện thoại Android và mình sẽ có một cái video để hướng dẫn ở trên điện thoại iPhone sau. Đầu tiên thì các bạn có thể biết cho mình một điều, đó là cái mã QR là một cái thứ hết sức quen thuộc trong cái cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn có thể là quét cái mã QR để chúng ta có thể là thanh toán cái tài khoản ngân hàng, hoặc các bạn có thể quét cái mã QR để truy cập nhanh vào một cái mạng Wi-Fi nào đó, hoặc các bạn có thể quét cái mã QR để đọc một cái nội dung văn bản hay là một vài những cái sản phẩm mà nó có cái mã QR nó in ở trên sản phẩm, thì các bạn cũng có thể quét để xem được cái nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm đó thông qua cái mã hóa của cái mã QR. Và để sử dụng được cái tính năng đó là quét mã QR trên điện thoại Android thì các bạn lưu ý đó là có một vài hãng điện thoại Android thì họ sẽ tích hợp luôn cái tính năng đó là quét mã QR trong cái ứng dụng camera. Ví dụ như là trên điện thoại Samsung thì các bạn có thể làm mở cái ứng dụng camera lên và các bạn nhấn vào phần cài đặt vào cái bánh răng cài đặt trên bên góc trái màn hình, và các bạn sẽ chọn cái phần nó là quét mã QR, các bạn bật cái phần này lên thì như vậy thì chúng ta có thể là quét cái mã QR ngay trên cái ứng dụng camera ở trên điện thoại Samsung. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử cái tính năng này cho các bạn xem. Ở đây thì mình sẽ có thêm một chiếc điện thoại iPhone nữa và mình sẽ mở cái ứng dụng Zalo lên. Đấy, mình sẽ sử dụng cái điện thoại Samsung mà mình sẽ sử dụng luôn cái ứng dụng là camera để mình quét cái mã QR này. Đây là một cái mã QR hiển thị cái tài khoản Zalo đó. Nhưng mà nếu mà các bạn có sử dụng một chiếc điện thoại Android mà lại không được tích hợp cái tính năng đó là quét mã QR ở trong cái ứng dụng camera thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn có thể là sử dụng đến cái ứng dụng Zalo mà cách là chúng ta sẽ tải cái ứng dụng Zalo này về. Thì các bạn đều biết là cái ứng dụng Zalo này nó hỗ trợ rất nhiều những cái nền tảng, trong đó có hai cái nền tảng phổ biến nhất mà chúng ta được nhiều người sử dụng nhất, đó là Android và cũng như là iOS. Thì sau khi mà các bạn đã tải cái ứng dụng Zalo này về thì trong cái ứng dụng Zalo thì nó sẽ có một cái mục là quét cái mã QR và các bạn sẽ bấm vào. Thì đây thì các bạn muốn quét thì các bạn chỉ cần đưa điện thoại về cái mã QR thì ngay lập tức nó sẽ quét rất là nhanh. Và ở trong cái ứng dụng Zalo thì các bạn muốn quét thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng quét mã QR ở bên góc bên phải của màn hình ở trong cái ứng dụng Zalo, và sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái tài khoản Zalo các bạn cần quét đó. Như vậy thì nó sẽ quét được cái mã Zalo rất là nhanh và nó sẽ hiển thị ngay cái tài khoản Zalo của cái mã QR đã hiển thị ở đây đó. Tương tự như thế thì nếu mà các bạn muốn sử dụng cái phần quét mã QR thì chúng ta có thể là truy cập vào một cái điểm Wi-Fi. Ví dụ ở đây thì mình lại có thêm một chiếc điện thoại Android, mình vào phần cài đặt này, mình vào phần kết nối Wi-Fi và mình nhấn vào phần Wi-Fi. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào phần cài đặt. Thì trong cái phần cài đặt này thì nó sẽ có một cái mục đó là mã QR, chính là cái mã QR để chúng ta có thể kết nối vào cái Wi-Fi này. Thì bây giờ mình sẽ quét cái mã QR này nhá. Đây, mình sẽ quét và mình nhấn vào phần kết nối. Như vậy là mình đã kết nối thành công được vào cái mạng Wi-Fi thông qua cái việc là mình quét cái mã QR của cái mạng Wi-Fi đó. Rồi, tiếp theo thì mình có thể là lên mạng này, mình tìm cái mã QR. Đây, mình sẽ tìm kiếm một cái mã QR văn bản để mình quét cho các bạn xem. Đó, ở đây thì mình sẽ quét thử cái mã QR này nha. Đó, thì sau khi mà mình quét cái mã QR này thì nội dung của cái mã QR này đó chính là cái phần nó là thư viện tư liệu toán học Bắc Trung Nam. Rồi, mình sẽ thử quét thêm một cái mã khác để cho các bạn xem. Đây, mình sẽ quét cái mã này. Rồi, thì sau khi mà mình quét cái mã này thì nó sẽ đưa mình đến một cái địa chỉ, một cái trang web nào đó để mình có thể đọc cái nội dung văn bản trong cái trang web này. Đó, thì trên đây là cái cách để chúng ta có thể là sử dụng được cái tính năng đó là quét mã QR trên điện thoại Android. Nếu điện thoại các bạn hỗ trợ cái tính năng đó là quét mã QR ở trong cái ứng dụng camera, ví dụ như là các bạn đang sử dụng những điện thoại Samsung thì các bạn có thể là vào phần camera, sau đó các bạn kích hoạt cái tính năng quét mã QR lên bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào cái nội dung cài đặt, sau đó các bạn sẽ bật cái phần là quét mã QR lên. Nếu như cái điện thoại các bạn không hỗ trợ cái tính năng quét mã QR trong cái ứng dụng camera thì các bạn có thể là sử dụng cái ứng dụng Zalo này. Chúng ta sẽ vào cái ứng dụng Zalo, sau đó các bạn sẽ bấm cái phần quét mã QR để chúng ta có thể quét được những cái nội dung văn bản, ví dụ như là tài khoản ngân hàng, mật khẩu Wi-Fi hay là một cái nội dung văn bản bất kỳ nào đó. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích gì cho bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.